Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, theo định hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế, thời gian qua, ngành y tế thành phố đã triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu vào hoạt động khám chữa bệnh. Trong đó, riêng các bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phụ Sản Nhi, bệnh viện Ung Bướu đã triển khai hơn 1.100 kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Đáng chú ý nhất là các kỹ thuật như chạy ECMO, trong hồi sức tích cực, ghép thận, cấy ghép tế bào gốc, điều trị hiếm muộn, phương pháp da kề da, kỹ thuật Solithe lấy huyết khối trong điều trị nhồi máu não cấp tính. Do đó mà các bệnh viện đã thành công với nhiều bệnh khó gặp trong y khoa và cứu sống được nhiều trường hợp hy hữu.